Kính thưa Hội Bác Ái Francisco, tôi là nữ tu Lucia Trần Thị Quyền, dòng Bán Thánh Giá Quy Nhơn. Tôi đang phục vụ ở vùng Phú Yên, xã Hà Yến. Tôi phục vụ ở đây dân cư là khoảng hơn 1.200 dân số, nhưng mà đa số dân ở đây rất là nghèo, làm ruộng và chăn nuôi gia cầm, gia súc. Dân rất là nghèo, nhưng mà tôi thì rất ao ước ở đây có một cái nguồn nước sạch. Vì tôi phục vụ ở đây thấy dân rất là xót xa, dân ở đây rất là thiếu thốn về nước, nhất là nước bị ô nhiễm. Nước rất là vàng, dân không thể nào mà uống được, phải đi mua nước ở ngoài về uống. Dân thì thu nhập hàng ngày không có vô đồng nào hết, chỉ một năm thì mới có tiền thu nhập về chăn nuôi, rồi 3 tháng thì mới có tiền lúa ruộng lên. Cho nên là mua nước rất là thiếu thốn về vật chất, cho nên kinh phí, cho nên rất là thao thức có một nguồn nước sạch để mà dùng. Cho nên là nước dân ở đây thì lọc qua cái dàn nước từ sạn cát để xuống mà dùng. Cho nên 10 nhà đều là lọc bằng nước, bằng sạn, bằng cát để có nước sạch để mà tắm rửa, giặt giũ. Còn nước uống thì phải đi mua. Rồi cái đây nó bắt đầu nó lượt xuống đây. Lượt bằng cái gì sao? Cô ở trong đây mình có gì để mình lượt? Thang. Thang khô á. Thang khô á. Thang khô. Là thang củi đó cô hả? Dạ dạ. Thang củi đó đập ra. Dạ. Với là đá, đá, đá chút chút này. Với là dạ. Cát. Dạ. Nó ba lớp. Dạ, ba lớp than, cát, đá, dạ. Rồi cho nó lăn xuống. Nó lăn xuống cho nó trong. Rồi nó lăn. Cũng còn đục cho không ở trong đó. Rồi nó ra đâu cô? Nó ra đây sơ. Ra đây. Đó. 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 Mà nhiều khi nó kẹt là mình phải lấy coi mình chuột chứ. Nó bị phèn á, cái phèn đá này nó dứt xuống là phải lấy cho nó chuột. Chuột cho nó xuống rồi đây. Nó lọc ra đây hả cô? Nó lọc ra đây sơ. Xong rồi. Nước này là mình để sinh hoạt, là mình để rửa 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 còn nấu ăn nấu uống là mua bồn, rửa tắm giặt rồi rửa tắm giặt bằng giúp nước này. Dạ. Còn ăn uống nấu nướng, ăn uống nấu nước là mua bồn, mua mình mua một bình đó bao nhiêu tiền ạ? Một bình đó là 8.000. Một bình 8.000. Ở nhà mình có mấy người? Hai mẹ con thì một ngày mình xài mấy bình? Một ngày thì nấu ăn nấu uống là phải 2 bình, mùa nắng này 2 bình. Nấu ăn uống thôi là mất 2 bình rồi. 2 bình. Nhưng mà có ai nói là nước của mình nó bị làm sao không? Có. Nó bị làm sao? Nó bị gì? Nhiễm độc nhiều lắm. Là nó mấy mươi là người ta lên cái thứ rồi. Thứ rồi nè. Từ đây nó lên đây nó có một cái chân đen. Nó đen mà chân xanh luôn. Nó nhiễm rồi đó. Sao không? Người ta thứ là người ta biết mua cái máy lọc á. Ai biết để sao uống vậy? Cho nên tôi rất ao ước quý ân nhân giúp đỡ cho cái vùng này có một nguồn nước sạch để mà uống vệ sinh khỏi lâm bệnh. Thì ở dân ở đây thì lâm bệnh về ung thư cổ, ung thư gan, rồi sạn thận nữa, cho nên nguồn nước nó rất là quan trọng. Cho nên tôi kêu gọi mọi người giúp dân ở đây có một nguồn nước sạch, có một ước gì có một cái dàn nước lọc tinh khiết để cho dân họ dùng để mà khỏi bệnh tật. Tôi xin kêu gọi bà con giúp đỡ và tôi cảm ơn trước quý ân thân nhân, xin quý ân thân nhân mở lòng và giúp cho dân ở đây. Tôi xin chân thành cảm ơn.